Đang xin chào bạn. Sau đây là đang xin giới thiệu các bạn 5 mẫu hộp đựng phụ kiện dành cho câu cá. Nhất là cái mẫu to nhất này. Giới thiệu từng mẫu một cho các bạn, kích thước từng loại cho các bạn. Hộp này chiều dài 50. Hộp này 2 tầng các bạn nhé. Hộp này 2 tầng. Rộng là 13. Các bạn câu lục thì ví dụ các bạn cắt linh, các bạn đo theo cái thước ở trên thân hộp này được. Hoặc là các bạn đựng câu đài cũng được. Cũng có thể đo theo số đo, cái thước đo của trên thân hộp này. Hai ngăn. Trên này là những ngăn chia, các bạn có thể đựng lục hoặc đựng lăng xê được. Đấy, chia rất nhiều ngăn. Đây, tất cả thanh chia ngăn. Đấy. Ở dưới này cũng có thanh chia ngăn đấy các bạn. Đây, chia ngăn. Bạn đút đúng chiều của nó. Chiều quay xuống. Đấy, chia, các bạn chia. Đấy, hộp là bàn. Đây, hộp to nhất. Đấy, hộp tầm... hộp này chiều dài của nó 45. Chiều 45. Cũng 2 tầng các bạn. Có quay sách 2 tầng, quay sách trên. Hộp này có quay sách đứng. Hộp này quay sách đứng. 2 tầng, không có thước đo, nhỏ hơn 45. Đây hộp này nữa. Này thì ngăn họ chia sẵn rồi, thì mục đích sử dụng các bạn đựng ngăn nào thôi. Đây. Kích thước là 35, chiều dài 35, rộng của nó là 10, cũng 2 tầng. Đây. Ngăn chia sẵn rồi, các bạn đựng phụ kiện vì các bạn đựng mục đích chì, lưỡi, câu, hạt chậm. Tiếp đến là hộp trắng một tầng, là một tầng ngăn cũng chia sẵn rồi. Đây, kích thước của nó này. Kích thước nào cũng 35, bản rộng 10, một tầng các bạn nhé. Đấy. Tiếp là hộp bé nhất này, các bạn đựng phụ kiện này, có 10 ngăn nhỏ, chiều dài là 13, rộng là 7 cm. Các bạn chọn nào thì sản phẩm nào thì inbox riêng Hải Đăng. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn những cái mẫu hộp đựng đồ phụ kiện chuyên dụng cho đồ câu. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.